một người mà có chút xíu trí khôn á, đa số là mấy ông bự với mấy ông đảng viên, mà ông phải có trí khôn thông minh, mà ông làm chức cao thì ông phải coi cho kỹ những ngày đầu thì Hồ nói cái gì. Thì Hồ nói Trung Cộng chia 5 sẽ 7 từ ngày đầu. Thì Hồ nói Biển Đông sẽ dậy sóng, thằng ổn á, dân của nó sẽ lên dịch đầu nó xuống á, sắp sửa. Thì Hồ nói á là thể chế vô thần nó sẽ đi xuống lòng đáy biển như thời thế này. Thì Hồ nói Covid Việt Nam đúng ra là chết hàng thứ nhì, nhưng mà nhờ thì Hồ khám cho nên chết rất là ít. Thì Hồ nói á là tiền là tiền giấy, con cũng thấy muôn trùng thứ. Sư phụ nói chỉ cần một thứ họ đón đây, người đời không ai nói được, bảo đảm tất cả những nhà lỗi lạc ở trong White House, Pentagon hay những nhà truyền thông ở media của Mỹ, những chính trị gia đó, mày nói đi, tụi nó cũng giống như là con kiến mà bò tới đâu à, nó biết tới đó thôi. Sư phụ nói trước hết à, có ai bây giờ nói thế giới này nó sẽ đi đồng bộ và nó sẽ ngã một lượt không? Cái câu đó không ai dám nói. Mà nói chặt hôm nay con có ngồi đây nổi không? Mấy cái thằng truyền thông Việt Nam có thằng nào dám nói kiểu đó? Hồi xưa nước nào đánh nước đó không có. Ở cho nói là đi một lượt. Hôm nay con thấy rõ ràng đi một lượt không? Vừa bắt đầu là cái BRICS là hai bên á, phe trục với phe đồng minh ra, cái là bữa nay Trung Đông đệ lên liền. Thấy nó ăn khớp không? Khớp á. Chứ còn lúc xưa nó còn đang ở màu xám, cũng giống như thì phụ nó quỷ, nó đâu phải là bên cộng sản không đâu. Nó nằm ở trong Quốc hội Mỹ, nó nằm trong tòa thượng thẩm của Mỹ, nó nằm trong gia đình của mình, nó là em của mình, anh của mình nữa, nó nằm đủ kiểu, nó là trong cái tâm của con người mà. Còn cái thế giới của mình phân chia bên cộng sản, bên quốc gia, bên dân chủ, bên cộng hòa. Cộng hòa cũng có quỷ, dân chủ cũng có thánh tiên trong đó, cộng sản cũng có thần tiên ở trong, quốc gia cũng có quỷ ở trong. Mấy vị nói con đừng có tưởng mấy HO là người tốt mà con phải cẩn thận. Nhiều khi nó cầm cờ vàng ở chọc đỏ, nó chửi Đàm Vĩnh Hưng nhưng mà nó lãnh lương của Bắc Trọng á. Có nữa, để làm chi? Để cho mấy cái thằng bên Việt Nam ghét mấy thằng ở Mỹ. Thì Hồ biết hết á. Mấy cái hội đoàn đây toàn là có gì cộng nằm chổng hết. Nếu không á, nó đâu có nát như cái nồi cháo heo đâu. Miền Nam có Delhi cũng vậy, Melbourne của anh cũng vậy, Úc cũng vậy. Trời ơi, ở đâu cũng có nó. Nhưng mà cờ tàn rồi còn tính đường để xe để làm gì? Người tính không bằng trời tính.